cái đứa này mày trộm cơm của tao hả? Có ngon không? Có. Có cả một cô.
Thế nhà cháu ở đâu? Cháu đi lang thang, cháu có nhà để ở, cháu ở trong hang thôi. Bố mẹ cháu đâu? Mẹ cháu bảo cháu đi Trung Quốc, bố cháu mất rồi. Thế bây giờ cháu không có nhà ở hả? Vâng. Thế cháu ngủ trong hang hả? Vâng. Thế quần áo cháu đâu, sao trời lạnh này mà cháu mặc như này? Quần áo cháu không có, cháu xin lỗi cô. Ờ thôi được rồi. Thế bây giờ cháu không có nhà ở hả? Vâng.
Thế cô ở đây một mình, cô sống ở đây một mình, ở đây với cô nhá. Vâng. Cái mặt mũi chân tay cháu bẩn như này, thế cháu ngồi đây đợi để cô lấy nước cô rửa chân tay cho cháu nhá. Vâng. Đi ra đây với cô nào, cô rửa chân tay, rửa mặt mũi cho nào. Ngồi xuống đây cô rửa tay cho nó. Rửa tay này cô. Cháu đói lắm hả? Thế tí cô nấu trứng cho cháu ăn nhé. Có lạnh không? Thế tí mặc tạm áo của cô nhé. Đợi cô lấy áo cho mặc nhé. Đây cháu ngồi đây để cô nấu rau cho cháu miếng cơm nhé. Cơm đi cháu. Cháu con cơm. Ừ, ăn cơm đi cháu. Ăn cơm nhé. Cháu bắt cơm này. Cháu bắt cô. Có ngon không? Có. Ngon thì ăn nhiều rồi nhé. Vâng. Ăn đi cháu.